Rồi các bạn trẻ dậy sớm cũng không làm được thì hãy ngừng mơ mộng sẽ thành công. Vậy nên hãy sống có kỷ luật đi. Ngay cả dậy sớm 10 phút bạn cũng không làm được. Ngủ thì 12 giờ, 1 giờ đêm mới lên giường. Sáng thì tít mít mới dậy. Đi học, đi làm chật vật mãi mới ra khỏi nhà. Đến lớp thì nằm ngủ gục trên bàn. Đến chỗ làm hai mắt thâm quầng. Đừng có lười biếng hay ham vui quá đà nữa. Tự kiểm soát cuộc sống của mình, vì không ai làm điều đó hộ mình cả. Tuổi trẻ phải sống như chưa từng được sống. 2. Đừng lãng phí thời gian nữa. Khi các bạn cả ngày ngồi lướt new feed Facebook thì xã hội đã bỏ các bạn quá xa rồi. Tụ tập ít thôi, shopping ít thôi, trà sữa ít thôi, mạng xã hội ít thôi. Nếu tốt nghiệp đại học mà bạn vẫn phải nhờ và xin việc thì nên tự hỏi cả thời đại học bạn đã giết thời gian như thế nào. 3. Đừng để công nghệ chi phối mình. Dùng internet để học, để giải trí, để kết nối, chứ đừng biến nó thành cuộc sống. Không nhất thiết ăn gì, mặc gì, nghĩ gì, làm gì, khó chịu gì, yêu thương gì cũng phải post lên mạng xã hội. Không cần thiết phải biến mình thành nô lệ của chiếc smartphone. Nếu đi ra ngoài chơi thì đừng cắm đầu vào điện thoại. Nếu định chơi với điện thoại thì đừng ra ngoài. 4. Tiêu tiền cho đúng cách. Cái gì cần dùng và có ích thì hãng mua. Cái gì chỉ để khoa trương thì đừng mua. Nếu không cần thiết phải lên đời điện thoại từ iPhone 6 lên iPhone 7 chỉ vì chụp hình đẹp hơn một chút thì dùng iPhone 6 cũng được. Đừng có khoa trương khi thực chất bản thân chưa làm được gì. Nếu vẫn sống chật vật với đồng lương mới ra trường hay là vẫn xin tiền bố mẹ thì đi xe đạp cũng được. Không cần đi Vision hay Vespa làm gì. Đồng tiền kiếm được thực sự không dễ. 5. Đọc sách nhiều hơn. Sách gì cũng được, miễn là đừng để não mình rơi vào tình trạng chán tư duy, chán thay đổi và thậm chí là thấy chán đời. Tuổi trẻ có biết bao nơi phải đến, bao người thú vị phải gặp, bao thứ để học và bao điều hay ho để làm. Lúc nào thấy chán nản nên đi tìm mua một cuốn sách mới. 6. Đi thật nhiều. Mỗi bước đi xa hơn là một bước lớn khôn hơn. Để biết trân trọng quãng đời này, thực ra chỉ vài chục năm, không dài như mình tưởng. Đi đúng nghĩa của đi trải nghiệm, cảm nhận, suy ngẫm, chứ không phải đi theo phong trào, đi ào ào và chỉ để post hình thì cũng không khác gì không đi làm mấy. 7. Rèn luyện sự tự tin từ bây giờ đi. Mình không tin vào mình thì không ai tin mình cả. Cũng như luyện tập thể chất, tinh thần cũng phải luyện. Tự tin không phải là thứ tự dưng có, nhưng chắc chắn là luyện được. Phải tự tin là mình làm được thì làm việc mới thành. 8. Độc thân cũng được. Độc thân thì vui kiểu độc thân. Dành thời gian mà làm nhiều thứ cho riêng mình. Đừng có vì thấy người ta có đôi có cặp, còn mình Valentine một mình và kêu gào FA hay sinh chán nản. Cô đơn cũng là cái hay. 9. Hãy lập gia đình khi nào bạn đủ sẵn sàng. Cứ độc thân tới khi nào thực sự muốn một cuộc sống mà mình phải gắn với rất nhiều sự ràng buộc và trách nhiệm. Nếu chưa cảm thấy mình có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình thì đừng vội lập gia đình. Hãy tập sống cuộc đời một mình cho tốt đã. Ai hỏi bao giờ lấy chồng hay lấy vợ thì cứ kệ đi. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và nạp đầy năng lượng để chuẩn bị bước vào một tuần mới nhiều thành công. Madame Liên, dậy sớm cũng không làm được thì hãy đừng mơ mộng sẽ thành công.